Anh Luân. Anh đây. Em nghe nói là có một vị khách vừa đặt mình làm một chiếc chìa khóa Mercedes bằng vàng đúng không anh? Đây, em canh anh nè. Mỗi lần anh vừa cầm sản phẩm mới lên là em hỏi anh luôn á. Đây là một siêu phẩm luôn. Đây là cái chìa khóa xe Mercedes của một vị khách hàng đặc biệt đã đặt hàng của Kỳ Lăng Luxury mình. Đặt là làm tất cả những chi tiết, những cái kim loại khác thay thế hết thành bằng vàng nguyên khối AO750. Trừ những nút bấm bằng nhựa này của hãng này thì giữ lại thôi. Còn tất cả những kim loại khác, những chi tiết khác là thay thế bằng vàng nguyên khối rồi. Đây là những chi tiết kim loại cũ nè. Hai nẹp hai bên. Đây là bằng kim loại khác, không phải vàng nha em. Hai bên cái nẹp. Đây. Hai bên cái nẹp luôn. Và đây là bằng cụm phía trên, cũng là kim loại khác, không phải vàng. Và cái logo này cũng vậy, cũng là kim loại khác, không phải là vàng. Cái chốt giữa này. Và toàn bộ chi tiết kim loại này mình đã tháo ra và cắt đi, và mình chế tác từ vàng nguyên khối cộng với hội chuẩn châu Âu để tạo được cái vàng AO750. Và vàng AO750 này chất lượng như là em coi em thấy những cái đồng hồ đến từ Thụy Sĩ, đồng hồ chính hãng đến từ Thụy Sĩ như là Rolex, Patek, thì cái chất lượng vàng sao thì chất lượng vàng AO750 của mình theo tiêu chí công nghệ đó, có nghĩa rằng là công nghệ nén vàng không bị bọt và hội chuẩn không đổi màu theo quá trình thời gian sử dụng, và dùng hoài vẫn là màu vàng này rất đẹp. Và đặc biệt vì hội chuẩn và vàng đẹp nên là cái độ ánh, độ bóng của vàng rất là sáng luôn, cực kỳ sáng luôn, vô cùng sáng luôn.